Công an quận Đống Đa, thành phố Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trước đó, từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 5, Công an phường Ô Chợ Dừa và Đống Đa tiếp nhận 3 tin báo của người dân về bị hai đối tượng đi xe máy Honda Way không biển kiểm soát cướp giật điện thoại. Qua xác minh, Công an quận Đống Đa đã làm rõ Nguyễn Minh Đức, sinh năm 1984, trú tại Đan Phượng, Hà Nội, đã có 4 tiền án là chủ cửa hàng buôn bán điện thoại, đã mua 2 điện thoại di động là tang vật trong vụ cướp giật tài sản nêu trên. Căn cứ lời khai của Đức, Công an quận Đống Đa xác định và tiến hành bắt giữ các đối tượng Nguyễn Văn Cảnh, sinh năm 1998, Nguyễn Huy Cường, sinh năm 2003, Lê Viết Mạnh, sinh năm 2003, Lê Viết Hùng, sinh năm 1998, Nguyễn Minh Hiếu, sinh năm 2001, cùng có quê quán ở Thanh Hóa, liên quan đến 3 vụ cướp giật trên địa bàn quận Đống Đa. Các đối tượng khai nhận đã 5 lần thực hiện hành vi cướp điện thoại và đều bán cho Đức. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội cướp giật tài sản, Nguyễn Minh Đức về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.